Tại thành phố Hồ Chí Minh, tại một số tuyến đường đông người qua lại nhưng lại có những cột điện nằm ngay giữa lòng đường. Thực trạng này không chỉ cản trở giao thông, gây mất mỹ quan đô thị mà còn hàng ngày hàng giờ khiến nguy cơ gây tai nạn và nguy hiểm cho người dân. Ngay tại ngã tư đường Lê Văn Việt và đường 494, phường Tăng Nhân Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh thì có 4 cây cột điện nằm dưới lòng đường. Cách đó chưa đầy 10 mét thì xuất hiện một cây cột điện sừng sững giữa ngã ba đường. Theo ý kiến của những người dân nơi đây, va chạm giao thông thường xảy ra vào giờ cao điểm của buổi sáng khi mọi người ra khỏi nhà đi làm và buổi tối vì những cột điện này làm khuất tầm quan sát của người đi đường. Đây nó như mấy cột điện này là như là giờ cao điểm là đi xe đó là đông đó là nó hay thường va quẹt. Nếu mình tránh người này đụng người kia đó. Điều này rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông vì chướng ngại vật quá bất ngờ và nằm giữa ngã ba đường. Những cây cột điện không chỉ ở giữa lòng đường mà còn nghiêng ngả như sắp đổ. Bây giờ tôi có ý kiến cái đường á, nó cái đường lộ mà có cái trụ điện ngay giữa á, thì bất lợi cho dân xe chạy qua lại. Hôm trước cũng có đụng rồi mới là làm cái trụ vòng tròn đó. Nói chung lúc bình thường như thương người thì không sao, nhưng mà lúc nó đông người thì rất nguy hiểm cho những người đi đường, nhất là những cái làn xe buýt nó chạy là thấy mất an toàn. Theo ý kiến của người dân nơi đây, những cây cột điện nằm vị trí giữa lòng đường và ngã ba này đã tồn tại từ lâu, nhưng các cơ quan chức năng và ngành điện lực vẫn chưa tiến hành di rời đến nơi hợp lý để giúp người dân đảm bảo an toàn giao thông khi lưu thông qua nơi này.